Tiếp theo trong livestream này thì tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị về các câu hỏi, các vấn đề liên quan đến tố mặt phong thủy. Xin chào tài khoản Đức Trung Trần, sinh năm Nam 84 mà Tây Nam thì comment số 1 đi. Nam chủ nhà sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý. Giáp Tý mà đang ở hướng Tây Nam. Rồi, Tây Nam đây này. Đấy, Giáp Tý mà Tây Nam này phải để ý cái sao cô quả này. Tây Nam là cô quả Vinh Phú và Thiếu Vong này. Trong đó cô quả là chủ về cô đơn quả phụ, vợ chồng bị sao này chiếu đến rất dễ xa cách. Hiếu vong là rất là dễ liên quan đến chơi đỏ đen. Tức là ở đây ấy, mình có muốn hay mình không muốn ấy, là tự phát sinh các vấn đề như vậy thôi. Đấy, cho nên ở đây thì anh cần anh phải để ý đấy nha. Nam sinh năm 82, nữ 90. Rồi, chắc chị này lúc nãy comment nữ chủ nhà đúng không? Rồi, nam sinh năm 1982 là tuổi Nhâm Tuất. Nhâm Tuất mà 90 cho đến 100 độ đúng không? 90 cho đến 100 độ. Nếu mà nam 82 ở hướng này thì rất là đẹp. Nhà chị ở đây thì tuổi của người nam này ở đây, gia đình này ở đây rất là dễ có thêm cái sự cơi nới với đất đai, bởi vì được vợ tân tấn điền chiếu cửa này. Có thể làm ăn kinh tế tốt là mua được thêm đất hoặc được thừa hưởng lại đất khi mình ở đây. Đấy, nhưng mà đang bị cái sao khốc khớp ấy, thì người trong nhà này rất là hay ốm vặt. Tức là hay bị những cái bệnh lật vặt. Bệnh thì nhiều khi là cứ như bệnh giả vờ. Đấy, ở đây chị nên có thể nghiệm chứng nha. Nam sinh năm 1986, Đông Bắc 46 độ, comment số 1 đi ạ. Đối với nam chủ nhà mà sinh năm 1986 là tuổi Bính Dần. Rồi, ở Đông Bắc 46 độ thì như nào? 46 độ Đông Bắc. 46 độ nằm ở đâu? Đây này. Nhà này có sao quan lộc, quan quý và tố tụng. Đấy, trong đó quan lộc và quan quý là hay có quý nhân giúp đỡ mình lắm. Nhưng mà bị cái sao tố tụng này. Tố tụng là liên quan đến gì ạ? Kiện cáo và tranh chấp. Cho nên là chị Phương ở trong cái hướng nhà như này là cần phải lưu ý cái sao này nhé. Đặc biệt là tố tụng mà khi nằm tại cung Sửu là nó sẽ ứng kỳ vào năm gì? Năm gì ạ? Năm Sửu hoặc là năm gì? Năm Mùi. Đấy, cho nên đây mình nên để ý nhé. Nên để ý trong cái trường hợp thế này. Đấy, đến năm xấu nó mới xấu. Có nhiều người bảo là em ở cái nhà này mấy năm nay có sao đâu. Nhưng mà đến năm có sao thì nó có sẽ có rất nhiều sao chứ không phải ít sao nữa rồi đúng không ạ? Cho nên là chúng ta biết trước cái điều này thì tại sao chúng ta lại không có những cái biện pháp để mình ngăn chặn nó trước, đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải để ý nhá.